Lâu nay hai sẽ hướng dẫn cho em phần ôn kiểm tra hình học của lớp 12A7. Thì thầy đánh giá cái phần ôn này nó cũng cũng khá giống cái phần ôn của lớp 12A6 các em. Thậm chí là cái này nó nhắm tới kiến thức cơ bản nhiều hơn nữa. Và dường như là khá giống luôn, y chang luôn. Cho nên trong video này thầy sẽ phân tích cho các em phương pháp giải. Nếu mà các em cần một cái tham khảo thêm đó, thì nên xem lại video 12A6 á, thầy đã giải hồi 4-5 ngày trước cho các em rồi đó. Rồi giờ thầy sẽ giải này nè các em nha. Bây giờ hãy hãy quên cái đáp án này đi, kệ nó, chưa chắc nó đúng đâu. Coi thầy giải. Bây giờ nó nói cái tô A là cái này đúng không? Thì làm sao em biết? Em phải nhớ cái bộ ba Ishikawa. Ishikawa. Vậy là không okay. Em coi nhá, coi coi cái này mấy y, 3 y đúng không, 4 g trừ 5 k tức là tọa độ 3 4 trừ 5. Ok chưa, 3 4 trừ 5 là câu 1 a. Câu số 2 cho vector a cũng vậy hả mấy em, không có gì khác biệt. Izk trừ 1 2 trừ 3, trừ 1 2 trừ 3 là câu d. Câu 3 tương tự, cho điểm M, vector OM thì nó vẫn là điểm M thôi. Thì cái này là 0, trừ 3, 2. Tức là 0 y, trừ 3 g, cộng 2k. Ok. 0 y, trừ 3 g, cộng 2k là câu C. Câu số 4, hình chiếu. Hình chiếu là cái gì em nhớ thằng chú? Là khuyết cái nào cái đó bằng 0. Khuyết cái nào cái đó bằng không, hình chiếu nha. Ok, khuyết cái nào cái đó bằng không, vậy cái này khuyết cái gì? OIZ là khuyết x. Ok, OIZ là khuyết x cho nên nó cái này sẽ bằng không nè, vậy là 0 trừ 2 3 là của B. Câu 5 đó tương tự, cái này là khuyết cái nào cái đó bằng không, như vậy nó khuyết y đúng không? Nó khuyết y thì nó phải thuộc OIZ như là câu A. Câu số 6, đối xứng. Đối xứng thì khuyết cái nào cái đó đổi dấu. Lưu ý nha. Hình chiếu thì khuyết cái nào cái đó bằng không. Còn đối xứng á, thì khuyết cái nào cái đó đổi dấu. Khuyết cái nào cái đó đổi dấu. Gọi gì nó khuyết cái gì? OIZ. OIZ là khuyết y đúng không? Khuyết y cho nên nó sẽ đổi dấu. Trừ 4 đổi thành 4. Còn cái này thì vẫn nguyên. Ok, tức là ra 1, 4, trừ 5. 1, 4, trừ 5 là của B. Đáp án này đúng rồi đó. Tương tự câu 7. Trục OI. Trục OI là mà lấy đối xứng đúng không? Trục OI có nghĩa là khuyết x với z. Khuyết x với z có nghĩa là cái này đổi dấu. Còn cái này đổi dấu. Còn cái gì? Cái y thì vẫn nguyên. Như vậy đáp án là C. Câu số 8 là tìm tọa độ trung điểm. Trung điểm là các em lấy 2 điểm cộng lại chia 2 nha. Trung điểm là 2 điểm cộng lại chia 2. Trọng tâm là 3 điểm cộng lại chia 3. Cho nên lấy 1 cộng 3 chia 2 là 2. 2 cộng trừ 2 chia 2 là 0. Trừ 3 cộng trừ 1 chia 2 là trừ 2. Cho nên đáp án là 2, 0, trừ 2 là câu C. Câu số 9 cũng tương tự các em. Tọa độ trọng tâm là 3 điểm cộng lại chia 3. Nhưng mà em thấy đây điểm O đúng không? Điểm O á là 0, 0, 0. Điểm O là 0, 0, 0 nha. Điểm O 0, 0. Em cộng 3 cái này cộng lại chia 3. 0 cộng 1 cộng 2 chia 3 là 1. 0 cộng 2 cộng 4 chia 3 là 2. 0 cộng 4 cộng trừ 1 chia 3 là 1. Cho nên nó ra 1, 2, 1. Còn D. Ba cái cộng lại chia 3. Các em tính hoành theo hoành, tung theo tung cao cao ha. Câu số 10 là tìm vector AB. Tìm vector AB là tính lấy điểm B trừ điểm A. Điểm B trừ điểm A là ra 2 trừ 4 là trừ 2. 0 trừ 2 là trừ 2. 5 trừ 1 là 4. Cho nên nó đáng là B. Câu 11 nó hỏi, nó cái này
Cái dấu này có nghĩa là nhân vô hướng nha các em. Cái dấu này có nghĩa là nhân vô hướng. Mà nhân vô hướng nghĩa là gì? Nhân vô hướng nghĩa là các em lấy hoành nhân hoành, cộng tung nhân tung, cộng cao nhân cao. Hoành nhân hoành là 2 nhân 2 là 4. Tung nhân tung là 5. Cao nhân cao là 3 nhân trừ 1 là trừ 3. 4 cộng 5 trừ cho 3 là ra 6 là câu C. Câu số 12 cũng tương tự các em. Người ta kêu các em tính tích vô hướng giữa vectơ AB với vectơ AC. Thì các em phải đi tính vectơ AB trước, sau đó các em tính vectơ AC và các em nhân vô hướng nó lại. Hệ tính nha. Vectơ AB lấy điểm B trừ điểm A, trừ 1 trừ 3 là trừ 4. 3 trừ 2 là 1. 2 trừ 1 là 1. Vectơ AC là em lấy điểm C trừ điểm A là 2 trừ 3 là trừ 1. 4 trừ 2 là 2. Trừ 3 trừ 1 là trừ 4. Từ đây các em sẽ suy ra được vectơ AB nhân vectơ AC bằng hoành nhân hoành là trừ 4 nhân trừ 1 là 4. Cao tung nhân tung là 1 nhân 2 là 2. Cao nhân cao là 1 nhân 4 là âm 4 nha. Thì vậy nó sẽ ra là 2 đúng không? Nó ra là 2 là có A. Câu số 13, tìm tọa độ vectơ A trừ 2 lần vectơ B. Đơn giản, vectơ A là cái này đúng không? Thì là 2 trừ 1, 3. Trừ 2 lần vectơ B là trừ 2 nhân 1, 3 trừ 2. Xong các em tính hoành theo hoành tung hay tung thôi. Nè bây giờ tính hoành đó nha. Hoành là gì? Hoành là cái này nè. 2 trừ 2 nhân 1 là ra 0. Tiếp tới tung. Tung là cái màu đen nha. Trừ 1 trừ cho 2 nhân 3 là ra trừ 7. 3 trừ cho 2 nhân trừ 2 là ra 7. Đúng không? Trừ 2 nhân trừ 2 là 4. Cộng 3 là 7. Cho nên là ra 0 trừ 7 7. Câu số A. Đáp án là chính xác không em? Câu số 14. Nó cho điểm M điểm N đặt độ dài MN. Độ dài MN làm sao em tính? Đơn giản. Em phải tính vectơ M xong MN xong em dùng định lý Pythagore trong không gian 3 chiều là xong. Tính vectơ MN. 6 trừ 2 là 4. Trừ 4 trừ cho trừ 3 là ra trừ 1. Trừ 1 trừ 5 là trừ 6. Từ đây các em sẽ suy ra độ dài vectơ MN là bằng căn của 4 bình phương cộng 1 bình phương cộng 6 bình phương. Bấm máy nghe anh em. Thôi, tôi tin đáp án là căn 53. Tại vì tôi thấy nó giờ đúng rồi. Đây nè, em tính độ dài của MN thì em định lấy lý ra go của ba tọa độ này thôi. Cái dấu trừ đang quan trọng, tại vì nó go ra độ dài. Câu 15 cũng tương tự mấy em. Các em phải tính được vectơ AB, sau đó mấy em lấy độ dài. Tính vectơ AB. 1 trừ 2 là trừ 1. 2 trừ 1 là 1. 3 trừ cho trừ 1 là 4. Từ đây em suy ra được độ dài vectơ AB là ra căn của 1 bình cộng 1 bình cộng 4 bình là ra căn 20. Ủa, phải không? Căn 18 chứ. Căn 18 là ra 3 căn 2. Rồi, đúng rồi. Rồi à. Rồi, câu 16 tìm mệnh đề sai thì làm sao em biết? Em phải đi tính từng cái em mới biết. Nhưng mà cái nào đơn giản hơn thì em tính. Em tính mấy cái dễ trước đi. Ví dụ như 2 lần vectơ A nè. 2 lần vectơ A là em nhân 2 lên là 2 trừ 4 0 là cái này đúng. Vectơ A cộng vectơ B là 1 cộng với trừ 2 là ra trừ 1. Trừ 2 cộng 3 là ra 1. 0 cộng 1 là ra 1, cho nên cái này sai. Tại vì cái cuối nó phải ra 1 mới đúng, chứ không phải là trừ 1 nha. Rồi, câu số 17. Tìm điều kiện để hai vectơ vuông góc. Để hai vectơ vuông góc thì tích vô hướng phải bằng 0 thì nó mới vuông góc em. Này, cái này em học lớp 10 rồi. Tức là tích vô hướng giữa vectơ A nhưng vectơ B nó phải bằng 0 thì nó mới vuông góc. Rồi nhân vô nha, trừ 2 nhân 1 là trừ 2. 2, 1 x 2 là 2. 3 x m là 3 bằng 0. Hai cái này mất, em giải ra m bằng 0. Là từ đây. Câu số 18.
tìm tọa độ điểm M sao cho cái này thỏa mãn thì cũng dễ không em, dễ rồi. Vector MA là lấy điểm A chỉ điểm M đúng không? Còn vector MB là có phải lấy điểm B chỉ điểm M không? Rồi. Nhiệm vụ còn lại của mấy em là chuyển vế tìm điểm M thôi. Thì chuyển cho coi nha. A trừ M bằng 3B trừ 3M. Xong các em chuyển trừ 3M ở đây là ra 3M trừ M là 2M. Còn cái này là còn trừ A cộng 3B. Cho nên M nó sẽ bằng gì? Trừ A chia 2 cộng 3B chia 2. Rồi mấy em nhập máy tính cho con thôi. Nhập máy tính cho con thôi các em à. Trừ A chia 2. Cộng 3B chia 2. Còn 1. Hoành chứ nha, hoành với 1 với 3 em hiểu không, mình con tự hoành rồi mới tới tung 1 với 3 nè là hoành nè, là ra 4 coi có cái nào 4 không. Ok, cả ba đáp án không có cái nào 4 thì đó là D. Thế thì em tính một cái cũng thấy rồi, ok chỉ có cái 4 thì lấy D là. Câu 19, tìm tọa độ vector B biết rằng vector B cùng phương với vector A. Ok, thì làm sao để vector cùng phương thì chỉ nè, bây giờ em lập tỷ lệ, em lấy cái này chia này, em lấy cái này chia vào đây, 2 chia trừ 1 nó phải bằng y chia trừ 2, rồi 2 chia trừ 1 nó phải bằng z chia 3, là em có thể tìm được y. Em chuyển với qua đây là y nó sẽ bằng 4 đúng không, trừ 2 nhân 2 là ra trừ 4, trừ 4 trừ 1 là 4. Còn z là nó sẽ bằng cái này 3 phải không, trừ 6. Vậy là nó ra được là vector B tọa độ là 2 4 trừ 6 là cộng A. Ok rồi, câu 20, cho hai vector U và B cùng phương, tính A bình cộng B, gọi cũng tương tự với em, không gì khác hết. Em cũng phải tìm ra vector U và vector V trước rồi mình mới tính được A bình cộng B. Ok chưa? Hay là với lại nha. Trừ 3 chia 1 đi. Trừ 3 chia 1. Nó phải bằng 9 chia A. Ở đây em có thể tiếp số, xếp số tìm A nghe, không cần phải chuyển vế như này. Rồi trừ 3 chia 1 bằng B chia 2. Rồi hãy nhẩm nha. A sẽ bằng 9 chia trừ 3 là ra trừ 3. B sẽ bằng trừ 6. Cho nên A bình cộng B là ra 3 các em. B. A bình là 9. Y trừ 3 bình là 9. Cộng B là cộng trừ 6 là ra 3 rồi. Câu 21. Tìm tọa độ vector B biết rằng vector B ngược hướng với vector A và độ dài vector B bằng 2 lần độ dài vector A. Ok. Câu này làm thế nào? Câu này á theo thầy nè. Theo thầy là mình sẽ xài ma đạo. Mình sẽ xài ma đạo. Ok. Đầu tiên em phải kiểm tra coi cái vector nào nó gấp 2 lần vector kia. Ok, vậy em thấy là thằng này 1 2 3, nếu nó gấp đôi thì nó phải là 2 2 trừ 4 6 hoặc là trừ 2 4 trừ 6 đúng không? Thầy nghe thầy thích nè. Cái thằng 2 trừ 4 6 là nó gấp đôi lên, có nghĩa là hai này cùng hướng thì em phải bỏ cái này ra. Hiểu không nào? Nó cùng hướng. Còn cái thằng em không phải em gấp đôi mà nó là gấp trừ 2. Gấp trừ 2 có nghĩa là độ dài vẫn gấp đôi nhưng mà nó sẽ bị một cái dấu trừ vô thì nó sẽ bị ngược hướng. Cho nên con này em suy luận thẳng luôn, khỏi chạy hết, ra trừ 2 4 trừ 6 luôn. Như là ra câu C. Thật sự là con này trắc nghiệm không cần, em không cần phải phải giải nó, em suy luận cái là ra suy luận. 22. Trong không gian điểm thuộc trục Ox và cách điều A và B là điểm gì? Thì đầu tiên em phải loại điểm D ra đi. Hiểu không nào? Em phải loại điểm D. Tại sao loại điểm D? Tại vì nó thuộc trục Ox. Nó thuộc trục Ox thì nó chỉ loại đi cậu câu D với câu A ha. Nó thuộc trục Ox thì nó chỉ có thể tọa độ là
là nó khuyết x, nó khuyết y rồi, cho nên y z nó phải bằng không mới. Ok rồi, bây giờ làm sao để em biết nó cách điện không? Em tính độ dài, ví dụ em thế cô b vô, em tính độ dài am với độ dài bm coi nó có bằng nhau hay không. Hiểu nè, nếu nó bằng nhau thì cách đều, còn nó không bằng nhau thì không cách đều, thầy sẽ tính cô b cho em coi nè. Đây thầy sẽ tính độ dài am, tính vectơ am cái này, vectơ am lấy m trừ a là 5, trừ 4 là 1, 0 trừ 2 là trừ 2, 0 trừ cho trừ 1 là 1. Vectơ bm là 5 trừ 2 là 3, 0 trừ 1 là trừ 1, 0 trừ 0 là 0. Rồi em tính độ dài AM là gì? Căn của một bình cộng hai bình cộng một bình, đúng không? Theo định lý Pythagore 3 chiều là nó ra căn 6, căn 6. Còn độ dài BM là căn của ba bình cộng một bình, nó ra căn 10 các em. Nó ra căn 10 thì hai cái này rõ ràng đâu cách đều nhau đâu, cho nên loại của B nó là C. Nếu em không tin thầy, em lấy câu C em thế vô nó cũng sẽ đúng. Ok rồi, bây giờ tới phương trình cầu, cái này dễ lý thuyết nhiều nha. Ví dụ như bài này lấy tâm là đơn giản nha, đảo dấu là lại cái này, dụ cái này trừ một phải không, cái này đảo lại là một, còn này cộng hai là trừ hai, còn này không có gì hết thì là không. Còn EG là nó phải bằng cái căn, tại vì bản chất cái này là G bình, cho nên tâm là một trừ hai không. Tương tự có 24, cái này tâm là 1 trừ 3 0, còn EG là bằng căn 9 là 3, là câu C. Ok câu 25, tính bán kính, em mới tính bán kính bài này đó. Em phải làm gì? Em phải chia trừ 2 lấy tâm cái đi. Cái này tại vì nó là ở trên là phương trình dạng chính tắc, còn ở dưới là phương trình dạng khai triển hay là phương trình khác nhau. Cái này em chia trừ 2 nha, nên cái đám này chia trừ 2 nha. Rồi trừ 2 chia trừ 2 là 1, 4 chia trừ 2 là trừ 2, 2 chia trừ 2 là trừ 1. Rồi công thức cứ máy tính nha, ghi công thức bên đây nha: A bình cộng B bình cộng C bình trừ D. Rồi A bình, B bình, C bình là cái bộ ba của thằng tâm nè, một bình, hai bình, một bình. Trừ D là trừ cho cái trừ 3 này nè, trừ cho trừ 3 là cộng 3, và nó sẽ ra bao nhiêu? Ra 3 mới. Em tự nhẩm nha, tự nhẩm anh chồng ngay chín này, ra 3. Câu 26 tương tự, em đem nguyên đám này chia trừ 2. Ok, thì nó sẽ ra cái tâm y là gì? Trừ 6 trừ 2 là 3, 4 trừ 2 là trừ 2, trừ 8 trừ 2 là 4. Và đây các em sẽ tính được bán kính này rồi. Căn của 3 bình, 2 bình, 4 bình, trừ cho 4. Rồi mấy em bấm đi. Gần 5 nghe mà. Gần 5 là câu C à. Câu số 27. Nó kêu tính diện tích cộng. Em muốn tính diện tích cộng thì em phải xác định được bán kính. Hôm nay mà xác định được bán kính, em mới xác tính được diện tích cộng. Rồi giờ tính tính tâm cái đi. Tâm là em đem này chia trừ 2 nè. Này chia trừ 2, này chia trừ 2 đúng không? Giờ ra 1 2 3. Từ đây sẽ tính được bán kính là căn của 1 bình cộng 2 bình cộng 3 bình trừ cho số 5. Ra mấy? Là ra căn chính là 3. Từ đây em sẽ tính được diện tích cộng là 4 pi g, g lớn bình. Nó ra được 36 pi các em. 36 pi là của B. 28 biết phương trình mặt cầu đường kính AB. Đường kính AB này sẽ giải cái cầu cho em hiểu. Đây là điểm A thì điểm B nè. Thì cái tâm của cái cầu á, cái tâm của nó đó là trung điểm AB, vậy em phải tìm cái tâm nó đi. Em lấy điểm A cộng điểm B chia 2 cái đi. Lấy được cái tâm cái thì tính. 6 cộng trừ 4 chia 2 là ra 1. 2 cộng 0 chia 2 là ra 1. Trừ 5 cộng 7 chia 2 là ra 1. Từ đây em mới tính bán kính là cái đoạn IA nè. Tính vectơ IA giùm thầy.
Vector A lấy A chữ Y là 6 chữ 1 là 5. 2 chữ 1 là 1. Trừ 5 chữ 1 là chữ 6. Từ đây các em sẽ tính được bán kính R là căn của 5 bình cộng 1 bình cộng 6 bình là ra căn 62 các em. Cho nên phương trình cậu á, nó đáp án là câu C nha. Đây. Lấy cái tâm này vô. Ok chưa? Câu 29, một câu khá giống với câu của lớp 12 6 bữa hổm, đó là tìm tham số M để cái này là một phương trình cậu, thì mấy em phải xác định cái tâm cái đi. Cái này đem chia trừ 2. Cái này đem chia trừ 2. Cái x này thì đem chia trừ 2 nó là bằng 0 rồi. Nó đâu có x nữa. Vậy là tách cái tâm của em á là ra 0. Rồi trừ của M trừ 2. Rồi M cộng 3. Cho nên bán kính R của em á là căn của 0 bình nè cộng M trừ 2 tất cả bình cộng M cộng 3 cá bình trừ cho cái đám này trừ 3M bình trừ 7. Như vậy á, để tồn tại bán kính thì bắt buộc nguyên cái này phải lớn không em, không có bằng không nữa nha. Tại vì cái bán kính bằng không nó đâu có tồn tại cậu đâu. Đúng nè, giờ mình khai triển nó cái đi này là M bình trừ 4M cộng 4, còn này là M bình cộng 6M cộng 9 trừ 3M bình trừ 7 phải lớn không. Thu gọn lại M bình cộng M bình trừ 3M bình là trừ M bình, trừ 4M cộng 6M là cộng 2M, 4 cộng 9 trừ 7, 13 trừ 7 là còn 5 đúng không, lớn không. Ủa no, còn 6 chứ, còn 6 chứ, em có lộn rồi. Mấy em bấm máy bấm thức này thôi. Trừ 1, 2, 6. Ok, nó đi từ mấy? Nó đi từ trừ 1,64 tới 3,64. Trừ 1,6 tới 3,6. Từ trừ 1 cho tới 3 là bao nhiêu số nguyên? Trừ 1 tới 3 là 5 số nguyên. À, nó kêu lấy số tự nhiên thôi mấy em. Nó kêu lấy số tự nhiên thì mình chỉ lấy số 1, số 0, số 1, số 2, số 3 thôi, cái số tự nhiên, cái 4 số này thôi. Giờ yeah, câu C đúng rồi, đề thi thứ hai không có sai con nào hết. Ok. À, tạm biệt các em và chúc các em học tốt. Bye bye.